Công an Bình Dương khởi tố vụ án liên quan bà Phương Hằng. Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam, công an tỉnh Bình Dương cũng đã khởi tố vụ án với cùng tội danh để làm rõ đơn tố cáo của một số cá nhân đối với bà Hằng. Ngày 22 tháng 4, một lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án để làm rõ tố cáo của một số cá nhân đối với bà Nguyễn Phương Hằng tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Nội dung vụ án được công an tỉnh Bình Dương khởi tố tương tự với vụ án mà công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố đối với bà Phương Hằng trước đó để làm rõ hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Trước đó, công an tỉnh Bình Dương cho biết đã thụ lý xác minh đơn tố giác tội phạm của 6 cá nhân đối với bà Phương Hằng gồm Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan. Các hành vi bà Phương Hằng bị các cá nhân tố cáo gồm: đưa tin sai sự thật vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương cho biết hiện mới khởi tố vụ án. Chưa khởi tố bị can. Về khả năng có phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh nhập vụ án để điều tra hay không, đại tá Trần Văn Chính, phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương cho biết hiện nay việc điều tra của công an Bình Dương và công an thành phố Hồ Chí Minh là độc lập với nhau. Tuy nhiên, sau này có thể gộp vụ án để một nơi xử lý hay không thì cơ quan điều tra sẽ xem xét trong quá trình làm rõ vụ án.